Con thì có trách nhiệm cho công việc, biết quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của con là hai nóng tính với hai nóng tính hả? Và với hai quen. Nga mà có nóng tính chắc nói giận lắm, la chắc cũng không ai nghe đâu. Đúng rồi, chút đỉnh thôi. Mời bạn trai. Khuyết điểm của anh thì em não có vàng. Não có vàng hay quên đúng không? Là gì nữa? Mù đường. Lại cũng em có phần cũng hơi nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Trời, bên kia nóng tính, bên đây nóng nữa, chắc trái nhà luôn á. Hôm cương cương thành nhu. Không sao đâu. Yên tâm đi. Nó giống như thấy thấy cực quyền. À, giống như là dương dương đẩy nhau á, âm âm đẩy nhau á. Không, nó triệt tiêu chứ. Triệt tiêu nhau. Bên nhà gái tôi nóng tính. Chào cưng. Dạ. Bên nhà gái tôi nóng tính vui lắm. Tôi đang nóng nè. Tôi đang rất nóng đó. Đó, để tôi không biết là nóng cỡ nào tôi luôn á. Mình lắm rồi nha. Nóng gì chứ nóng đó là em thích rồi đó. Đó, bạn này bên đây có vẻ dễ rất thương, là hiền. Nóng tính mà dễ thương. Em có mấy mối tình rồi, nói cho dì Vân biết đi. Dạ, gọi là tình không đúng đó, tại vì hồi cấp 1 có quen một bạn gái lúc mà chuyển trường. Mới cấp 1 quen rồi hả? Dạ. Dễ sợ quá ha. Rồi, đúng chơi không? Vui thôi dạ, chứ dạ, dạ. Sao quen được. Thích thích mà, người ta thích thích. Thôi mến rồi. Mến. Dạ. Nói chung mà học chung với nhau tới hết cấp 2 á. Nhưng mà tới năm cấp 3 thì tách ra ngồi học một trường. Ở nó học đại học thì em đi làm, cũng không còn liên lạc gì nữa. Có nghĩa là thích từ hồi lớp 5 tới hết, tới đại học luôn á. Dễ sợ ha, chung thủy ghê em luôn. Em không nói cho người ta biết. Trời, hồi đó ông nhát cũng... Nhát hả? Trời ơi, mối tình rất là dài luôn vậy đó. Gặp gái, gặp con gái tới nói chuyện chưa gì hết, em chạy mất dép tiêu rồi. Rồi từ đó giờ cũng không có mối tình nào luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Không luôn thiệt không? Dạ. Có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không có tới đâu, đâu chưa được cái gì, nói chung mới đi vòng dưới xe đã đi về, dắt xe về. Ồ, vậy hả? Lúc em đi lính á, lúc đi lính thì đi lính hồi năm 23 tuổi, xong rồi đi về, xong rồi tới nhà của người ta, xong tới tại nhà bạn đó cách nhau mấy trăm mét à. Ừ. Tới nơi xong cái tới nhà gặp mẹ bạn đó, gặp dì hay mẹ bạn đó đang đứng bán hàng ăn trước, thấy cô ơi cho con gửi tá thư này cho cái tiền con có ông nhà con ơi, nó đi nhà nhà trọng rồi, cái nghe cẩn thận không biết làm gì. Đi lính về quyết định gửi thơ. Rồi, ừ. Thôi, nhưng đó. Mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này, đó. Đúng không? Ở đây hỏi bên đây nè, cái mối tình buồn nữa, buồn hoài, không có buồn. Nên là mình dạ. Đi tìm người bạn đời của mình là mình phải vui nghe không? Dạ. Sao rồi, giờ Nga có mấy mối tình rồi? Dạ, có một mối tình là chồng trước của con. À, là một người đó thôi? Dạ vâng. Rồi mình đã ly dị cách đây bao lâu rồi? Dạ, được gần năm rồi. Gần một năm, mình có em bé chưa? Dạ có một em bé gần 7 tuổi rồi. Gần 7 tuổi và dạ. Sống với Nga. Dạ vâng, đang sống với con. Vậy thì em kết hôn bao nhiêu năm? Dạ kết hôn gần 7 năm. 7 năm, năm đó, gần 7 năm, em bé gần 7 tuổi. Khi bạn nghe cái người bạn gái bên đây là cái hoàn cảnh như vậy thì ngay lúc này bạn suy nghĩ gì? Nó bình thường mà chị. Bình thường đúng không? Dạ. Ừ. Dạ nghĩ đơn giản là mình tới nhau thì sống gì hiện tại tương lai chứ phải quá khứ đồng nghĩa với đó làm gì chứ. Ừ. Tới đó là mình phải nể phục người ta rồi đúng không? Tại vì người ta mẹ đơn thân mà. Ừ. Hèn gì thấy mặt bạn Nga buồn lắm. Đến lên mặt cứ buồn vậy đó mà mình. Bây giờ chắc có lẽ mình cũng hiểu lý do rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì mình đừng nhắc chuyện cũ nữa. Cái gì nó qua cho nó qua đi ha. Chào em dạ, gái. Con chào chú. Ừ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, biết chăm lo cho gia đình. Xong có trách nhiệm. Trách nhiệm, dạ, đừng ăn chơi, cờ bạc cái góc năng nhăng. Chà, đối tượng nó cũng mệt à. Không phải mình con không thích đâu, nhiều người không thích lắm. Dạ. À, con có yêu cầu cái mẫu hình lý tưởng gì không? Dạ không ạ. Về ngoại hình á, về ngoại hình á chú Linh hỏi. Dạ. Con chỉ muốn cao khoảng 1m68 trở xuống thôi. 1m68 trở xuống thôi, đây dạ. Chắc có thể cao hơn đó. Đó. Lém xong chín hả? Dạ không tới. Không tới hả? Gần hả? 67 hả? Không, không tới. Trời đất ơi. 6 mấy? Dạ, 65 vừa đủ. À vậy hôm nay mang giày cao hay sao thấy cao dữ vậy? Chắc vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là biết cảm thông, lắng nghe và biết chăm lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ngoại hình thì em có đòi hỏi như thế nào không? Dạ mập đẹp ốm, mập đẹp ốm dễ thương, cao sang lùng quý phái thì sao không được hết chứ. Đừng có nói chữ mập ở đây. Cái đừng. ta muốn nói gì ta nói. Liên quan nhiều người lắm. Em gái đi dài con. Dạ con đi cùng với mẹ với em rể. À, con mẹ với em gái. Dạ. Rồi xin mời nhà gái. Mẹ với em rể với lại em gái luôn. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyết Lân ạ. Con là em rể của chị Nga. Con đến đây để cổ vũ cho chị. Chị em thì cũng có nhiều ưu điểm lắm. Biết nấu ăn món gì cũng làm được, nhanh nhẹn,
mà chị lên sân khấu nhiều khi chị run quá không dám nói. Ở nhà cũng vậy hả, nhát lắm à, đã bảo cứ mạnh dạn lên mà lên thôi, nói thôi, có gì đâu mà sợ. Thì em thấy anh bên này thì cũng được, rất là đẹp và chín chắn, tại vì anh cũng đã có đi bộ đội về thì chắc cũng đã có một kỷ luật rồi này nọ. Thì nếu mà được anh chấp nhận thì mong hai anh chị đến được với nhau và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi. Mẹ có nói gì không mẹ? Như em thấy thì cũng được rồi ạ. Được phải không? Rồi. Vâng, anh thưa hai cháu nè. Rồi, cảm ơn mẹ. Ngoài nhà đại diện nhà trai đi ai? Dạ có ba má, dì với lại có ba má đi nữa. Các bạn dạ. Rồi, nhà ngoài nhà trai ạ. À, mình xin chào Quỳnh Linh và Hồng Vân. Dạ. Mình là mẹ của Nguyễn Tây Di. Thấy hai đứa nói chuyện thì thấy hai đứa tánh hai đứa cũng giống nhau lắm. Bây giờ thì mình cho hai đứa nó tìm hiểu nhau thôi, chứ mình không biết là nói như thế nào hết. Chứ là thời buổi này là coi như là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó luôn. Bây giờ là mình ý kiến mình cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau, rồi tụi nó tính tới hôn nhân được hay không là tùy của hai đứa thôi. Chứ cha mẹ giờ là không có ý kiến. Mình ba thấy bé này là cũng được lắm. Ba có ý kiến gì không ba? Thấy con mình nó tiến được thêm một bước nữa trong cái chuyện là muốn lập gia đình mà phải tìm hiểu như thế, mình hết sức hoan nghênh. Đối tượng của con hôm nay gặp mặt á, thì mình chỉ ngại một cái chuyện, tức là bé này đã có chồng và có một đứa con được 7 tuổi rồi, không biết sao con mình nó suy nghĩ như thế này sao. Nhưng mà thôi bây giờ đó, nó cái gì vậy, duyên là duyên trời định, thì tùy con mình nó muốn sao thì mình cũng chiều theo vậy. Nhất là chuyện hôn nhân gia đình mình không có ép buộc con, mà con nó có thích vậy mà nó muốn tiến tới hôn nhân thì mình cũng chấp nhận cho nó tiến thôi. Xin hết. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Rồi tất cả là con muốn sao ha, là cha mẹ chiều hướng tới luôn. Rồi bây giờ quan mở trọng là hai đứa. Ơi. Mở rào. Từ từ đường rộng ra rồi mình đi. Đó, bắt đầu đi Duy. Rồi. Quà. Đó, mình đứng lên mình nhận quà, mình trao quà nào. Trời ơi kìa. Nó đi không lọt luôn. Đó. Trời đó ơi. Rồi. Để bên đây luôn. Dạ. Này chắc lựa chọn lâu lắm à. Không, cái này nặng là do có tấm lòng của vợ chồng chủ shop nữa chứ không được. Hả? Có tấm lòng của vợ chồng chủ shop nữa. Chủ shop tặng hả? Dạ không, chủ shop kêu lúc nào mà nhấn nút thì gọi điện thoại nhắn tin cho chủ shop chút xíu để chủ shop chúc mừng. À dạ rồi, đứng gần nó nói gì bạn gái tặng đi chứ. Rồi đó, lý do là bên nó tặng. Em tặng cho ấm một cái chiếc ví. Là mở ra nào đó, tặng ví là có tiền trống không? Dạ không ạ. Thường là phải có 5.000, 10.000 không, từ hoặc 50.000. Từ từ cũng đổ vô cũng được. Rồi này sao? Dạ. Nói đi, ý nghĩa làm sao? Mong là cho tối em có cái gì em. Ôm cho nó, nhiều khi nó bự chút xíu, nhìn cho ta dễ thấy cô Vân. Đi ngang mà nó thấy, cái này rồi, nhớ tới mình. À rồi, đó là để bất cứ chỗ nào cũng phải nhớ tới bạn này. Dạ, thêm cái nữa là em cố tình mua bự để cho đó nữa, phải chở bạn về tới nhà để cho nó biết được nhà ở đâu. À, tức là cưng phải chở con gấu về giùm đúng không? Dạ. Ok, trời ơi ghê quá. Không biết có ai quân sư không mà có chiêu có trò hết trơn rồi. Rồi. Có thấy tôi không vậy, ngồi đây rồi có thấy tôi không? Nè, đó nè, che hết ráo rồi. Em thích cái gì nhất? Món ăn á? Em thích rau muống xào tỏi thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Sao dễ nuôi vậy? Ai nấm vậy dạ. Đó? Em ở nhà em dễ nuôi lắm anh. Vậy hả? Thì lúc rảnh dạ. Thường hay làm gì nhất? Em rảnh thì em chỉ lên Facebook coi phim vớ vẩn rồi đi ngủ thôi. Tại vì sau khi đi làm về là em ăn cơm xong là em lên phòng em nằm thôi. Em không đi đâu hết. Vậy cho nên hỏi là bé con là bé trai bé gái nhỉ? Dạ bé trai ạ. Bé trai như năm nay 7 tuổi, năm nay học lớp 2 rồi. Dạ gần 7 tuổi thôi. Gần 7 tuổi. Thì về nhà thì bây giờ này bé hay quậy không? Dạ cũng quậy. Nhưng mà được cái cũng ngoan lắm. Dạ. Hiện tại thì em với con đã đang ở đâu? Dạ đang ở bên ngoại. Là tối giờ hai mẹ con ở chung với bên ngoại luôn. Dạ. Anh có ngại khi em có con không? Không. Tại cơ bản luôn là trước giờ những người bạn gái mà anh đã từng hỏi xin số nội có rất là nhiều người ta có con. Dạ. Anh đi hỏi đâu bình thường con nó không phải bình thường, nó rất bình thường. Nhưng ngược lại anh cảm thấy những cái đó này hay hơn. Tại vì thường những người có con người ta suy nghĩ người ta sẽ chín chắn hơn. Dạ. Tại vì người ta có một cái đang có trách nhiệm, người ta không có lông bông nữa. Anh làm công việc gì ạ? Công việc anh nó khô khan lắm, hay là mình cơ khí á. Dạ. Người đâu thường thường vô trong ti anh lúc nào cũng từ đầu tới chân toàn là nhớt không à. Nếu mà tiêu chuẩn người của em thì đàn ông em là như thế nào em thấy phù hợp nhé? Em chỉ muốn là người đàn ông đó biết lo cho gia đình,
có trách nhiệm, biết thương vợ thương con. Chung này coi vợ hơn là bạn bè một tí, đừng có xếp vợ sau bạn bè. Đúng rồi, trời ơi, vợ mình ở với mình suốt đời chứ bạn bè ở mình suốt đời đâu. Vâng, nhưng mà tại vì em nhiều khi em thấy nhiều người đàn ông á, mê cuộc vui hơn là vợ con. Nhiều khi thà để vợ con ở nhà để mình đi chơi, chứ không có biết lo lắng. Mấy lúc đó thì em phải gọi điện thoại nhắc về nè, thường thường có thể về đó. Bây giờ thế này, em bước tới có thể nắm tay bạn gái nào, hãy nhìn vào thẳng mắt bạn gái và hát một bài nào đó. Đứng lên đi cưng, Nga đứng lên luôn. Nắm cái gì vậy? Vừa hát tay vừa nắm. Nắm hai tay luôn. Nó rung rồi. Nhưng mà anh sẽ hát tặng cho em một ca khúc mà anh không biết tên nữa. Bên em đêm nay sao anh vẫn muốn, muốn cả đời giải pin mà chủ trí vũ trụ. Cho ta bên nhau yêu nhau những phút đắm đuối, cho con tim yêu nói lên một tí chất ngất. Hơi em yêu hơi cho anh xin chích hơn nồng cháy. Đêm nay anh mang ra cho anh chẳng làm quà. Anh mong sao chẳng cần hoàn chính cho từng ta. Mãi sau lưng bên nhau như chẳng biết sao đầm đà này người yêu hãy nhớ. Sẽ không muốn mang sao bao nhiêu nào thương ta vẫn yêu nồng nàn đời chưa hết đắng. Huống chi là tình không cho này đâu cho chính nơi lòng mình. Hết vậy? Hay, hay quá. À, cười tươi lên nào em gái, sao mặt em buồn thế? Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai. Ủa là làm gì tiếp vậy chú Linh? Chưa, cứ đứng yên nguyên nắm tay đi, từ từ rồi tiếp nữa. Tại lần đầu nằm xuống đó. Em gái cảm thấy nào, cảm nhận thế nào? Nói cho bạn trai biết đi. Hiện tại con run có không nhớ gì hết. Sao đây? Con run quá hả? Không nhớ gì đó. Nãy giờ con cảm thấy bạn trai hát sao, nói cho bạn trai nghe đi. Dạ, bạn trai hát cũng hay. Nắm tay bạn ấy thấy thế nào? Rung là mồ hôi không à. Rồi, thôi được rồi. Về vị trí đi. Muốn xỉu rồi đó. Quyết định là do các bạn đó. Nhưng mà hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Bấm nút là có quyết định chính chắn. Chúng ta không thể nào mà bấm vì bất kỳ điều gì cả, mà hãy bấm bằng trái tim của mình, bằng sự quyết định bản lĩnh của mình các bạn nha. 1 2 3 Bên kia người ta quyết định rất là quyết liệt nha Nga nha. Dạ, một cái là chặt liền. Bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò, nắm tay nhau đi. Em trai. Vâng, vâng, con có bạn gái rồi. Trời ơi, cưng ghê không? Giờ Nga dạ. Đi ha, Nga nói gì nói với gì ba mẹ đi. Hai bác đi, nói mạnh mẽ lên nào. Trẻ con chào hai bác. Con cũng mong là con được tìm hiểu anh. Nếu mà hợp nhau thì con sẽ làm con dâu của bác. Nếu hợp bạn nhau con sẽ làm con dâu của bác. Nào, một nụ hôn đầu tiên. Không, cũng được. Một nụ hôn đầu tiên nó đâu phải hời hợt như thế. Làm gì ngấu nghiến như vậy? Chào. Đâu cần ngấu nghiến. Hôn bằng cả trái tim của mình nào. Đàn ôm cô gái hôn nồng bằng lâu lâu chút xíu. Trời ơi, đã. Không ai thấy được nó đâu. Dạ đúng rồi. Giờ nói má ơi, con hôn được rồi. Hôn được rồi má ơi. Cái này có duyên lắm nha. Má ơi, hôn được rồi má ơi. Dễ thương lắm á.